Trong những điều khoản đã ghi trong Hiệp định Geneva được ký giữa Chính phủ Cộng hòa Pháp và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 20 tháng 7 năm 1954, có điều khoản nào cho phép Mỹ được nhảy vào miền Nam Việt Nam hay không? Và tất cả chúng ta đều biết rằng làm gì có cái điều khoản nào mà cho mấy ông Mỹ ở mấy tận bên Tây bán cầu với ông quen biết thì Việt Nam mình cũng thù hằn gì với lại mấy ông Mỹ đâu mà ông lại nhảy vào Việt Nam. Nhưng thực ra thưa các bạn, đế quốc Mỹ đã có âm mưu thay thế thực dân Pháp trên bán đảo Đông Dương này, cho nên ngay từ những năm cuối của cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta thì đế quốc Mỹ đã gánh chịu cái chi phí chiến tranh cho thực dân Pháp có lúc lên tới 70-75%. Thế nhưng mặc dù vậy, Hiệp định Geneva ký kết là ký kết giữa nước Cộng hòa Pháp và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và các bạn cũng lưu ý rằng nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc bây giờ, từ ngày thành lập cho lúc bây giờ, là từ mũi Cà Mau đến địa đầu Móng Cái là một dải non sông độc lập. Chỉ khi ký Hiệp định Geneva giữa nước Cộng hòa Pháp và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thì mới lấy vĩ tuyến 17 làm giới tuyến tạm thời để đến năm 1956 ở nước Việt Nam sẽ tổng tuyển cử để thống nhất đất nước. Nếu có Mỹ với âm mưu có sẵn, cho nên bất chấp Hiệp định Geneva, bằng một cái sức ép mà họ đã tạo, cố tình tạo ra cho Pháp là đã gánh chịu chi phí chiến tranh ấy, thì Mỹ đã nhảy vào miền Nam Việt Nam một cách nhảy bỏ vào chứ không có một cái quyền hành gì. Và như thế đế quốc Mỹ thực sự là những kẻ xâm lược Việt Nam, cả thế giới phải công nhận điều đó. Và cái chính phủ Ngô Đình Diệm, do một kẻ xâm lược không có một cái tí gì gọi là hợp pháp hoặc là căn cứ và cái điều gì ở trên thế giới lập nên, thì cái chính phủ đó có thể gọi là chính phủ hợp pháp hay đại diện cho nhân dân miền Nam Việt Nam được hay không? Nguyễn Hùng, chúng ta cũng đã có thể gọi cái chính quyền Ngô Đình Diệm là bọn bù nhìn, là bọn tay xa bắn nước. Nhưng các bạn sẽ nghe Trần Ngơ phân tích tiếp theo. Dù là một chính quyền bất hợp pháp do những kẻ xâm lược bất hợp pháp dựng nên, nhưng họ vẫn tuyên truyền với dân chúng, lừa bịp dân chúng rằng chính quyền này là chính quyền hợp pháp và đại diện cho người dân miền Nam Việt Nam. Nhưng chính những việc làm của họ sau đây đã vạch trần cái bộ mặt họ không bao giờ là đại diện cho nhân dân miền Nam Việt Nam và được nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ như họ đã từng rêu rao và lừa bịp với thế giới. Chính ngươi xin hỏi những kẻ ở trong chế độ bù nhìn tay sai, nếu các người nói rằng các người được nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ thì tại sao các người phải quản lý họ bằng những ấp chiến lược, bằng những khu trù mật, bằng súng đạn, bằng lưỡi lê? Và nếu các người được nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ thì tại sao nơi đóng quân của các người, nơi làm việc của các người phải bao vây trong cái lớp hàng rào dây cắm gai có chỗ lên tới mười mấy lớp, rồi bên trong đó lại còn gài cả những cái thứ vũ khí giết người, nào là pháo sáng, nào là lựu đạn, nào là bom mìn? Các người đề phòng ai trong khi nhân dân ủng hộ các người? Một điểm đó thôi, còn nhiều lắm, nhưng mà Trần Ngư chỉ nêu những cái chính để biết rằng cái chính quyền tay sai luôn luôn tuyên truyền và rêu rao với người dân và thế giới rằng họ được nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ và họ là đại diện cho người dân miền Nam Việt Nam. Họ cố tình xuyên tạc
cố tình tuyên truyền rằng cái chính quyền Ngô Đình Diệm là chính quyền được nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ. Được nhân dân Việt Nam ủng hộ, tại sao các quý ngài lại kêu những cái người dân ở cái vùng các ngài không kiểm soát được là lũ giặc? Dân của mình lại kêu bằng giặc là sao? Và các người thoải mái tự do bắn giết, tự do thoải mái đốt nhà cướp của hãm hiếp, các người đối xử với nhân dân các người như vậy sao? Được nhân dân ủng hộ mà các người lại phải dùng tới vũ lực. Và khi các người bị nhân dân phản đối bằng những cuộc đồng khởi, bằng những cuộc tiến công và đồn bót, phá ấp chiến lược, diệt đồn bót, nguy cơ của các người bị tiêu diệt, bị chính những người dân tiêu diệt đã cần kề, cho nên các người mới đồng ý cho quân đội. Mà không đồng ý không được, bởi các người là bù nhìn tay sai thì làm gì có quyền hành, nói thế cho nó oai chứ. Nếu ông Mỹ thấy các người gần chết rồi cho nên là phải trực tiếp đổ quân vào. Và quân Mỹ cũng không làm gì được những chiến sĩ quân giải phóng và nhân dân miền Nam Việt Nam. Cho nên các người phải huy động một đội quân chư hầu cho Mỹ, mà các người vẫn thích gọi là đồng minh đó. Đó là lính Hàn Quốc, đó là lính Úc Đại Lợi, đó là lính Thái Lan, đó là lính Tân Tây Lan mà bây giờ chúng ta gọi là New Zealand. Người nói độc lập tự chủ thì tại sao các người lại làm ngơ trước những việc làm tàn ác của bè lũ xâm lược, là mang chất độc hóa học rải xuống miền Tây Nguyên hòng tiêu diệt giặc cộng? Mà giặc cộng là ai? Chính là đồng bào của người, chính là người cùng quê hương với các người, thậm chí lại còn là người ruột thịt của các người nữa. Các người độc lập tự chủ ở chỗ nào? Khi quân đội Hàn Quốc ngang nhiên mở những cuộc càn quét giết hại đồng bào của mình, đốt nhà đồng bào của mình, xẻo tai xẻo mũi đồng bào của mình để trình lên chủ Mỹ lĩnh thưởng, các người chủ quyền của các người ở đâu? Các người nói các người thương dân, thương đồng bào, tại sao lúc các người không lên tiếng? Chúng mày làm như thế là không được, đồng bào tao chúng mày không được rải chất độc hóa học, chúng mày không được tàn phá bắn giết một cách tùy tiện như thế. Các người có thực sự là làm chủ đất nước của các người mà các người vẫn xưng lực của các người để các người cai quản không? Hay là các người để tự do cho quân đội nước ngoài và tàn phá? Chỉ một cái đầu đế quốc Mỹ không có quyền hành gì để nhảy vào miền Nam Việt Nam cũng đã đủ nói lên cái chính quyền của người chỉ là chính quyền bù nhìn, là tay sai, là bè lũ bắn nước, gọi là ngụy là nó còn hơi nhẹ, chứ thật ra phải gọi cho nó đúng cái tính chất, chứ còn gọi ngụy là vẫn còn gọi theo kiểu chữ, theo gọi lịch sử, là phải gọi là bè lũ bắn nước hay là bè lũ tay sai chó săn, nó mới lột tả đúng cái tính chất và công việc của các người đã làm trong giai đoạn 1954 đến năm 1975. Rằng chính phủ bù nhìn của ngài là hợp pháp ở miền Nam, là được nhân dân miền Nam Việt Nam ủng hộ, và các người là một quốc gia độc lập, là một quốc gia tự do, quốc gia nhân quyền đầy đủ hết. Vậy các người làm gì cho cái đất nước, cho cái quốc gia, cái gọi là quốc gia của các người? Các người làm gì có cái quyền hành gì? Thậm chí nước ngoài nó vào nó chiếm toàn những cái đảo bự, đảo to á, các ngài có làm gì, có dám làm gì không?
hay là nghe bố Mỹ các người nói thôi cho nó đi xuống ngoài yếu không có cai quản được để nó giữ dùng cho các ngài lại còn mừng nữa. Thế mà bây giờ các ngài cứ đổ điêu đổ thừa là cộng sản bán hết đảo bán hết biển rồi. Quyền do những cái tên xâm lược nhảy vào bất hợp pháp lập nên mà các người cứ đòi là chính thể, các đòi cứ đòi là phải thế nọ thế kia. Lật lại cái hiệp định Paris để mà vực dậy Việt Nam mà. Thế các người quên cái lời đầu hàng của cái vị tổng thống to nhất cái quốc gia bộ gì nữa rằng tất cả hãy buông súng đầu hàng vô điều kiện quân giải phóng à? Thế cái lúc đó tổng thống Dương Văn Minh với cương vị là người đứng đầu của cái quốc gia bộ gì nữa đấy. Theo Trần Ngơ gọi cái chế độ ở miền Nam Việt Nam Ngô Đình Diệm và Nguyễn Thiệu là ngụy là vẫn còn nhẹ. Nếu mà Trần Ngơ theo đúng ý Trần Ngơ phải gọi là cái chính quyền của bè lũ bán nước, chính quyền của bè lũ tay sai, của những tên chó săn. Thế mà bây giờ các người cứ